Trước mắt quý vị và các bạn là mẫu dây loa Hitachi. Bản này rất là cao cấp cho quý vị và các bạn chơi. Đảm bảo đều ba giải, chi tiết ba giải. Giải nào cũng hay, bát chung chép. Cho anh em xem cái lõi dây đã được tuốt sẵn và được chia âm dương. Một cái cấu hình truyền dẫn rất là tuyệt vời. Trước hết cho xem cái mã dây trước đã. Nó rất là nhiều, dây rất là mềm. Bản này mềm anh em nhé, kích thước to vừa phải, không to và cũng không nhỏ. Đây, con này rất là nhiều mã này, AVKME414 HCV Style này, 2676 này, các thứ đó, rất là nhiều. Hitachi LF đó. Và anh em thấy đây, cho anh xem cái lõi dây này. Ở đây nó có 3 loại lõi nhá. Lõi nhỏ nhất này sẽ hỗ trợ giải chép này, và lõi thứ hai giải chung này, và lõi to nhất sẽ hỗ trợ giải bát cho anh em nhá. 3 cái tiết diện dây khác nhau cho cái đường truyền đều ba giải. Đây, anh em xem, tách cái lõi cho anh em xem. Và dây bãi lên là khi tuốt ra vẫn giữ được cái độ sáng, không hề bị oxy hóa. Quan trọng nhất là cái vật liệu họ sử dụng nhá. Trong dây loa, ngoài cái kết cấu của dây, ngoài cái vật liệu về cái lớp vỏ này à, lớp vỏ gọi là cái chất điện môi cũng như cái lớp vỏ bảo vệ ra, thì quan trọng nhất là cái vật liệu sử dụng làm vật dẫn ở trên trong này. Và họ xử lý bề mặt sờ rất là mịn anh em nhé. Sờ cảm nhận bằng tay thôi, cảm rất là mịn rồi. Và cái công nghệ họ xử lý bề mặt cái sợi đồng này rất là mịn, rất là vượt trội, để có được cái âm nó chính xác và trung thực nhất. Đây, anh em xem. Sợi nhỏ nhất này. Đây là cái sợi có tiết diện nhỏ nhất. Đây, anh em thấy. Và tôi dám khẳng định với anh em là cái bộ dây này tôi bán mét cho anh em 110.000 một mét. Những anh em có cái dàn âm thanh cho dù là cao cấp thì cũng nên trải nghiệm thử cái mẫu dây như thế này, bởi vì đây là hàng bãi tôi bán rẻ cho anh em. Một số anh em dùng dàn âm thanh tầm rất là đắt tiền, tầm vài trăm triệu, nhìn cái mức giá tầm hơn 100.000 một mét cũng không muốn mua rồi. Thế nhưng mà anh em thử trải nghiệm xem nhé, không hay gửi lại cho tôi nhé. Và tôi sẽ làm rắc cho anh em theo yêu cầu, hoặc có thể bọc lớp vỏ bên ngoài như thế này để anh em có được cái sản phẩm nó hoàn chỉnh, chỉnh chu nhất. Ví dụ như này, đây, một sản phẩm đã được hoàn thiện này, bọc vỏ bên ngoài đấy, và đầu rắc các thứ. Anh em thấy nhá. Thế như tôi đã nói, anh em nào hãy thử trải nghiệm, cho dù dàn âm thanh cao cấp của anh em, hãy thử trải nghiệm những bộ dây loa Hitachi tôi bán rẻ như thế này, 101 một mét, một bộ sẽ là 5 mét, mỗi vế là 2 mét rưỡi, là 550 một, anh em nhá, 550 dây không nhá, chưa kể rắc anh em nhá. Và có rất là nhiều khách hàng đã sử dụng những bộ dây loa đắt tiền rồi, và khi đến với Eagle 301 và được tư vấn sử dụng, trải nghiệm thử nhá, những bộ dây loa tầm giá tầm trung như thế này, hàng bãi như thế này, với mức giá gần như là chúng tôi mua với giá sắt vụn về bán cho anh em. Và anh em thấy được ngạc nhiên là không ngờ là cái chất lượng đem lại rất là vượt trội. Anh em thấy nhá, hoàn thiện cái kết cấu ấy, một cấu hình truyền dẫn như thế này thì không hay tôi tặng không anh em nhá. Với mức giá bán mét là 101 một mét anh em nhá. Còn tùy thuộc vào đầu rắc, có những cái bộ đầu rắc có đắt hơn cả dây cơ. Đấy. Và đa số tôi làm phổ thông thì sẽ là rắc sẽ là 25.000 một rắc, bắp chuối, mỏ chim, càng cua, hoặc thậm chí là rắc Newtrick, rắc Spiccon ấy. Chọn những giả loa full đều dùng dây này rất là hay nhá. Chi tiết đều ba dài, trong sạch. Đấy. Dây loa Hitachi bản này. Bản cấu hình 3 loại lõi dây nhá. Nhỏ, trung và dây to. Đây, để cái lõi dây nhá. Rồi, quý vị và các bạn yêu thích những bộ dây loa Hitachi được DIY tại Eagle 301 có được cái chất lượng tốt và giá tiền vừa phải, vui lòng liên hệ trực tiếp 0908 722 688. Anh em có thể kết bạn qua Zalo với tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.